Chào mọi người, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa ổ khóa nhà vệ sinh. Đây, ổ khóa tay nắm tròn. Đây, nó có hiện tượng này. Đây có cái cò khóa này, nó cứ rất hay bị hỏng, rất hay bị hỏng cái cò này. Cái cò này để chốt vào đây này. Đấy, chốt vào chỗ này. Đấy. Mọi giờ nó bị hỏng, nó cứ bị gãy chỗ này này. Cò này cũng bị gãy đấy. Cái tụt ra tụt vào nó gãy nó hỏng rồi nhá. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cách sửa thay nó nhá. Cái ổ khóa này là bình thường mấy chục nghìn cũng có, loại rẻ còn loại đắt, hơn trăm nghìn mấy trăm nghìn cũng có nhá, nhưng loại này còn tiền khoảng mấy trăm nghìn một bộ này, nhưng mà nó chỉ hỏng mỗi cái cò này thôi, bỏ cả bộ thì nó rất là lãng phí. Bây giờ mình sẽ sửa nó nhá. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ phải tháo cái tay nắm bên trong này, đây là bên trong cửa này. Phải chốt ấn ra vào này. Đấy là bên trong bạn này, đây chốt bên trong nhá. Đây là bên ngoài nhá, bên ngoài là có chìa khóa này, là bên ngoài cửa nhá. Thì mình chỉ tháo bên trong thôi, bên trong cửa tháo này. Chỗ này có lỗ này. Đây. Chỗ này có lỗ nhỏ này. Đây. Đây. Mình sẽ lấy cái gì nhọn nhọn này, mình ở nhà các bạn có bất kể một cái gì nhọn nhọn các bạn chọc cái lỗ này để rút cái này ra, rút cái chìa cái nắm này ra nhá. Đây ví dụ mình là cái tu vít à, cái ốc vít này, các bạn không có gì thì các bạn dùng cái ốc vít này hoặc cái gì nhọn nhọn này, các bạn cắm vào cái lỗ nhỏ này đấy, cắm nó vào để ấn nó vào, ấn cái chốt nó vào, ấn xong rút cái tay nắm tròn ra đấy, ấn vào rút tay nắm tròn ra này. Đấy rút ra đấy, như vậy là mình rút được cái tay nắm tròn ra nha. Đấy rồi, để nó có lực một vặn cái này này, cái này phải vặn nha, vặn theo ngược chiều kim đồng hồ nha. Thì mình đóng cái cửa này vào, đóng sát vào, xong mình dùng tay mình vặn này, hai tay vặn nhá. Đây, hai tay vặn này. Nếu các bạn thấy nó chặt, của các bạn dùng miếng cao su các bạn lót đây, các bạn vặn nhá, vặn ngược chiều kim đồng hồ nha. Đấy, tháo ra này. Rồi, đây nó có hai con ốc này, tháo hai con ốc này ra luôn nha. Lấy tu vít. Đây, dùng tu vít này tháo hai con ốc này ra. Cũng vặn ngược chiều kim đồng hồ nha. Bây giờ mình sẽ rút cầm cái phía bên ngoài này, rút cái này ra, rút ra phía ngoài nhá. Đây, đây. Đây, mình sẽ cầm được phía này này, rút nó ra này. Đấy, rút nhẹ ra. Đấy. Đây, cả cụm nó đây, mình rút hẳn ra rồi nhá. Thì ở trên đây nó có cái thân cò này, đây có cái cá này, cá để gài vào đây này, để gài vào cái đây cái này này, để gài vào cái cá này của cái cò này. Đấy, giờ rút cái cò này ra. Ở trên này nó có hai con ốc, hai ốc vít, mình vặn nó ra nhá. Ngồi dưới đồng hồ. Nó ra nha. Xong rồi các bạn dùng tay bật đẩy cái này ra, đẩy cái cò ra. Nếu mà nó chặt quá thì lấy cái búa đóng. Nếu nó chặt quá thì lấy cái một cái đục cái chạm chỗ gì đấy các bạn đặt vào đây, hoặc cái cây gỗ các bạn đặt vào đây. Còn cái búa đóng vào đây. Đấy. Đấy ra đấy, còn nếu nó nhẹ thì các bạn đẩy nhẹ nó ra. Đây. Đấy. Đấy. Xong rồi các bạn cầm cái này. Các bạn đi mua, còn là mình mua sẵn rồi đây nha.
Đây thì nó có mấy loại như này. Đây là cái lúc mình vừa tháo này. Đây là cái em mua này. Để kích thước nó như nhau nhé, bạn chọn kích thước như nhau nhé. Các bạn không biết, không đo được thì bạn cầm hẳn cái này ra ngoài cửa hàng kim khí các bạn mua. Đây, này bằng nhau. Có loại này là dài này, dài hơn này, đấy, nhìn này, dài hơn. Nó không vừa nhá. Đấy, này dài hơn này, có loại dài nữa, không vừa nhá. Nó ngắn này. Đấy, cái này, này sẽ thay được cho này nhá. Đấy, đây. Mới đây thì mới cỏ rồi. Đấy. Còn cái cũ hỏng đây. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ lắp vào thôi. Lắp vào thì nhớ là đưa cái mặt trượt này ra ngoài nhá. Đây. Lắp như này này. Còn lắp như này vặn ốc vào thì cái mặt trượt này này ra bên ngoài để khi mà mình đóng vào đây nó cầm gặp cái phía bên đây này. Cái này này đấy, cái này nó sẽ gạt vào đây. Đấy, nó sẽ gạt vào đây, nó này tụt xuống đấy. Còn nếu các bạn quay ngược thế này lại nó không vào được nhá, quay ngược thế này lại thì nó không thể gạt được để tụt cái này xuống đâu đấy. Và các bạn buộc phải quay cái này ra ngoài đấy. Rồi các bạn đắp như này nhá, nó tụt cao tụt vào như này, này. Phía vát này phải nằm bên ngoài nhá. Đây, đấy, nằm bên ngoài này. Khi mà đóng cửa vào thì cái thanh kia nó sẽ gạt cái này, tụt cái này xuống, đấy, tụt cái cá xuống. Đấy, nó thuận chiều nha. Còn nếu các bạn quay ngược lại như này này. Khi mình đóng cửa vào ấy, là cái này sẽ bị gãy nhá. Còn nó gãy đấy. Không, nó không tụt được vào mà nó gãy. Đấy. Nên quay lại như này này, khi mình đóng cửa vào này. Này nó sẽ gạt tụt xuống đấy. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ vặn ốc vào nhá. Đây, sẽ vặn ốc của nó vào. Bạn chưa cần vặn chặt luôn nhá, bạn lắp cái kia vào đã. Đây. Lắp cái này vào. Đây, chỗ này nó có cái đệm để gài này. Gài cái chốt vào đây này. Đây. Các bạn ấn cái còi vào, ấn vào này. Ấn đúng không? Đấy, nó thò cái chốt ra đấy. Các bạn sẽ gài cái này vào. Gài này vào nhá, gài vào. Mình vừa làm một quay nó hơi vướng, các bạn thông cảm. Rồi, các bạn gài nó vào nhá. Rồi, gài nó vào. Đây là bên trong. Đấy, các bạn gài vào. Các bạn này. Tụt vào đấy. Đấy, mình gài đây này, đấy, mình nhìn này. Đấy, cái ấn vào thì nó tụt vào nhá. Nhưng mà mình đã gài vào, bây giờ mình vặn này. Đấy. Đấy. Rồi. Vặn cái nắp này vào. Vặn cái nắp của nó vào. Bắt đầu vặn chặt cái này vào.
bạn đặt mẹ vào luôn. Rồi các bạn, bạn ghé ôm tấm bên ngoài vào. Bạn tấm ốp bên ngoài của cái tay nắm bạn. Đây. Xong rồi bạn tấm ốp bên trong vào. Đây. Đấy, các bạn dùng hai tay các bạn bắn chặt vào nhé. Rồi, sau đây là còn cái cuối cùng đây. Tay nắm bên trong các bạn vẫn mà ấn nó vào. Ấn vào thôi, ấn cho cái lỗ này này. Đây này, cái lỗ này này. Nó vào đúng cái lỗ này là được nhé. Các bạn dùng cái tước vít đầu nhọn này. Đây mình cầm theo, mình có cái đinh đây, ấn cái chỗ này vào, ấn nó vào, ấn chỗ này vào. Rồi, ấn này vào, đấy. Rồi, như vậy là xong nhá. Đấy, bên ngoài không vặn được nhá. Đấy. Bên trong này. Cò này, những cái cò này, cò vừa thay đây. Đấy, nó tụt ra tụt vào này, đóng vào này. Đấy. Chốt này, bên ngoài cũng vặn được nha. Mở này. Đấy. Chốt này nha. Chốt này. Vặn này. Đấy, các bạn được phải có chìa khóa, cắm vào đây mới mở được nhé. Rồi. Vặn này. Rồi. Rất đơn giản thế thôi. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách thay cái cò khóa của tay nắm tròn. Đấy. Cò này nó rất hay bị hỏng. Bỏ đi cả bộ này rất lãng phí. Mình chỉ mua cái cò này mình thay thôi nha. Mình mua khoảng 20.000 về tự thay, ok, rất nhanh thôi, đơn giản mà nhanh thôi. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.